Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, thì như mọi người biết rằng thì liên quan đến cái vụ việc của Nguyễn Xuân Đường hay còn gọi là Đường Nhuệ ở tỉnh Thái Bình ấy, thì kể từ khi mà hai vợ chồng nhà Nguyễn Xuân Đường này bị quan trên mới đi và cho nhập kho thì đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người trên cộng đồng mạng xã hội, bởi vì mọi người đều muốn quan tâm và biết rằng cái bản án nào sẽ là cái bản án cuối cùng để dành cho vợ chồng nhà Đường Nhuệ. Còn cái nguồn cơn mà để vợ chồng nhà Đường Nhuệ phải cùng nhau dắt nhau nhập kho như thế này thì mọi người đã đều được cập nhật ở trên mạng xã hội cách đây ít ngày rồi. Bởi vì những cái bài viết thì đã được cập nhật liên tục trên các trang mạng xã hội thì mọi người cũng đã biết được rằng cái nguồn cơn và cái lý do nào để đưa hai vợ chồng này cùng nhập kho như vậy. Thì như mọi người biết rằng thì ngày 18 tháng 8 là cái ngày xét xử đầu tiên đối với Nguyễn Xuân Đường. Bởi vì như mọi người biết rằng thì Nguyễn Xuân Đường sẽ còn phải tiếp tục ra tòa một cho tới hai lần nữa. Bởi đây chỉ là ngày xét xử đầu tiên. Đây là một cái vụ xét xử mà lật lại một cái vụ án cách đây phải tầm 6 năm, từ những năm 2015 rồi. Thì như mọi người biết rằng cái vụ án đó thì chính ra đã bị mình phải nói rằng là lật xuồng. Bởi vì nếu như không xảy ra tiếp tục một cái vụ án ở tại gia đình mà vợ chồng nhà Đường Nhuệ đã đánh người tại gia đình, vụ án đó mà không bị quan trên bế đi, thì có lẽ rằng cái vụ án hôm nay xử, ngày 18 này, tháng 8 này xử, thì có lẽ rằng là sẽ bị chìm xuồng. Thì sau khi mà bị bế đi tại cái vụ việc đánh nhau ở tại nhà, thì cái vụ việc cách đây 7 năm chìm xuồng thì đã chính thức được khôi phục để điều tra và làm rõ. Thì như mọi người biết rằng thì vào ngày 18 tháng 8 thì tòa án đã đưa ra để xét xử vụ án này. Thì từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8 ấy, thì Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường, hay còn gọi là Đường Nhuệ, 49 tuổi, trú ở tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình của tỉnh Thái Bình, về tội cố ý gây thương tích. Thì ngay ở đầu phần làm thủ tục khai báo ấy, thì Nguyễn Xuân Đường đã thừa nhận là đã phạm pháp khi đánh mẹ con nhà bà Lý trong trụ sở công an. Thì qua quá trình khai báo nhân thân thì Nguyễn Xuân Đường trình bày trong giai đoạn điều tra thì bị cáo đã nhận thức được về cái hành vi hành hung mẹ con nhà bà Đinh Thị Lý tại trụ sở công an phường Trần Lãm là trái pháp luật. Thậm chí còn bị cáo còn đề xuất là đề nghị khi tranh luận thì hai luật sư không cần gỡ tội mà để bị cáo tự bào chữa để tránh làm mất thời gian của hội đồng xét xử. Thì ở phần xét hỏi thì Đường Nhuệ khai là không có mâu thuẫn gì trước với anh Duy, anh Mai Thị Duy. Sau 2 ngày đánh anh Mai Thị Duy, Đường Nhuệ đã nhờ người để dàn xếp muốn gặp mẹ con nhà bà Lý để giảng hòa nhưng mà bất thành. Thì nói về nguyên nhân cãi nhau với bà Lý và đánh anh Mai Thế Duy thì ở ngay phòng tiếp dân của công an phường thì Đường Nhuệ cho biết là vì quá bức xúc khi bà Lý vu khống người đi cùng với mình lấy xe của anh Mai Thế Duy. Thì tại tòa, bà Đinh Thị Lý và bị cáo Mai Thế Duy đã ghi nhận những cái thành ý của Đường Nhuệ và các luật sư của bị cáo nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Các luật sư của Đường Nhuệ cũng thay mặt bị cáo trao 100 triệu đồng tại tòa ngay cho người bị hại là anh Mai Thế Duy. Thì trong phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình cho rằng hành vi đánh người và gây thương tích lên tới 15% trong trụ sở công an của Đường Nhuệ là có tính côn đồ, manh động, coi thường pháp luật về mức độ phạm tội. Thì bản án quy kết vì hành vi của Đường gây bức xúc cho dư luận, gây mất an ninh trật tự của địa phương và làm giảm lòng tin của người dân đối với cơ quan pháp luật. Hành vi của bị cáo có thể sự coi thường pháp luật, tính côn đồ của chủ tọa ông Nguyễn Văn Mạnh kết luận thì giữ nguyên quan điểm truy tố. Thì Nguyễn Xuân Đường về cái tội cố ý gây thương tích thì công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam. Thì tự bào chữa, Đường Nhuệ cho biết thì trong lòng cảm thấy ân hận, mong hội đồng xét xử xử lý bị cáo theo đúng quy định, bào chữa cho Nguyễn Xuân Đường. Luật sư kiến nghị hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo mắc bệnh tiểu đường, vợ đang bị tạm giam trong khi con của bị cáo thì còn nhỏ, mới 3 tuổi để lượng hình. Thì sau nửa ngày làm việc thì Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 49 tuổi là 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, như vậy là 30 tháng tù. Thì theo cáo trạng thì năm 2013, bà Đinh Thị Lý nhận 310 triệu đồng xin việc cho cháu là Nguyễn Thị Giang. Sau một thời gian không thấy bà Lý hồi âm và cũng mất liên lạc thì chị Giang thông qua các mối quan hệ nhờ Đường Nhuệ này tìm giúp. Thì ngày 18 tháng 11 năm 2014, khi chị Giang đã về Thái Bình, sau đó cùng bà Lý và anh Mai Thế Duy, 32 tuổi là con bà Lý, ra trụ sở công an phường Trần Lãm để giải quyết. Gặp nhau tại phòng tiếp dân thì bà Lý đã xảy ra tranh cãi đối với Đường vì cho rằng có mình có quay video cảnh đàn em của Đường lấy cắp xe máy. Lời qua tiếng lại, Đường đã đánh mẹ con người phụ nữ này. Thì anh Duy lao vào để can ngăn, xong thì bị Đường đánh gãy xương hàm bên phải,
mang thương tích là 15%. Thì sau khi nhận được đơn tố cáo của mẹ con nhà bà Lý, thì đến ngày 5 tháng 11 năm 2015, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau đó thì cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì lý do chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Thì đến ngày 14 tháng 4 năm 2020, sau khi xem xét lại vụ án liên quan đến mẹ con nhà bà Lý thì Công an thành phố Thái Bình đã hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra của vụ án của hình sự nêu trên, đồng thời ra quyết định phục hồi để điều tra vụ án. Thì như mọi người đã biết rằng thì liên quan đến cái vụ án cách đây khá lâu chìm xuồng thì đã nhận được một cái kết, đó là liên quan đến cái sự việc mà đánh người tại trụ sở phường Trần Lãm thì Đường Nhuệ đã chính thức phải nhận mức án lên tới 30 tháng tù giam về cái tội cố ý gây thương tích tại trụ sở công an của phường. Như vậy thì mọi người biết rằng thì trong những ngày tới đây thì Đường Nhuệ sẽ còn tiếp tục hầu tòa với một cái tội danh là cố ý gây thương tích và cái tội còn một cái tội nữa là tội cưỡng đoạt tài sản. Thì có thể rằng là một ngày nào đó sẽ ra tòa và cùng với hai cái tội này luôn. Thì như vậy mọi người biết rằng thì 2 năm 6 tháng tù đây mới chỉ là cái mức án đầu tiên dành cho cái vụ án cách đây rất là lâu rồi. Năm 2014-2015 thì đã được lật lại và điều tra làm rõ. Thì sau khi điều tra thì hội đồng xét xử họ cũng đã tuyên phạt ở Nguyễn Xuân Đường với cái mức án là 30 tháng tù. Thì như vậy mọi người đã biết rằng đây là cái kết quả đầu tiên của cái việc mà liên quan Đường Nhuệ cố ý gây thương tích. Như vậy thì chúng ta sẽ còn phải chờ tiếp tục trong thời gian tới, bởi vì Đường Nhuệ sẽ còn phải tiếp tục ra tòa một cho tới hai lần nữa. Vâng, theo thông tin thì có thể rằng là một ngày sẽ kết hợp luôn cả hai sự việc trên để xử một thể. Thì như mọi người biết rằng sẽ còn một số cái hình phạt nữa để đưa vào với Đường Nhuệ cùng vợ nữa, vì đợt tới đây thì có thể rằng cả hai vợ chồng sẽ phải ra hầu tòa. Thì như mọi người rằng thì mình những cái thông tin đó thì mình sẽ cập nhật cho mọi người ở những video. Còn hôm nay ở video này thì mình muốn nói rằng cái vụ việc mà liên quan đến cái mẹ con nhà bà kia bị đánh ở tại Ủy ban Nhân dân phường Trần Lãm thì đã có cái kết, và vợ chồng nhà Đường Nhuệ thì Đường Nhuệ đã bồi thường cho người bị hại là 100 triệu đồng tại tòa và nhận cái mức án là 30 tháng tù sau khi mà tòa đã xem xét những cái vấn đề là được giảm nhẹ tội, cũng như là cái việc mẹ con nhà và bị hại cũng đã xin cho bị cáo, thì bị cáo này đã bị nhận cái mức án là 30 tháng tù giam mà mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết. Bởi vì trong thời gian tới nữa thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục được biết những cái thông tin liên quan đến cái việc là còn một cái vụ đánh người tại nhà đấy, thì mọi người sẽ biết rằng là bị cáo này Nguyễn Xuân Đường sẽ còn phải nhận mức án là bao nhiêu năm tù cho mình. Bởi vì thông qua những cái việc làm của Nguyễn Xuân Đường thì trong mọi người đã đều biết trong thời gian vừa rồi, vì tất cả những cái việc làm đó, những cái thông tin thì đã được cập nhật trên các trang mạng xã hội. Thế là mà sau khi mà được cập nhật thì mọi người nghe những cái vụ việc mà Nguyễn Xuân Đường làm thì nghe có vẻ là khá là rùng rợn, đúng không ạ mọi người? Khá là rùng rợn, bởi vì một số người cho rằng là đối với một số anh em lớn thì họ cũng không làm được cái việc như thế, nhưng mà Nguyễn Xuân Đường thì lại làm được. Thì mọi người biết rằng là đấy mới là những cái việc mà chúng ta phải cần quan tâm. Còn cái vấn đề ở đây thì chúng ta hãy chờ phía cơ quan chức năng họ sẽ đưa ra những cái mức án cuối cùng để cho mọi người được biết. Nhiều người thì cũng có nói rằng là với 2 năm 6 tháng tù thì vẫn còn ít, nhưng mà tại hiện tại thì như mọi người biết rằng thì cơ quan chức năng thì họ cũng đã xem xét tất cả những cái khả năng có thể giảm nhẹ tội cũng như tăng hình phạt, thì người ta đã xem xét cả rồi, và đây là cái mức án cuối cùng mà phía viện kiểm sát họ đưa ra. Thì chúng ta phải tuân thủ theo pháp luật của Việt Nam, bởi vì họ cũng làm việc trên cơ sở của pháp luật. Và trong những ngày tới thì chúng ta sẽ còn tiếp tục được nghe những cái thông tin từ phía của cơ quan chức năng về cái vấn đề là xét xử vụ án tiếp theo thì Đường Nhuệ sẽ còn phải chịu mức án là bao nhiêu năm tù nữa, thì tổng hình phạt sẽ là bao nhiêu năm tù, thì mọi người sẽ được rõ ở những cái video tiếp theo. Thì video này mình cũng xin được kết thúc ở đây, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Mình sẽ gặp lại mọi người ở những video sau.